Hello, xin chào mọi người. Hôm nay một ngày off, mình không có đi làm vườn nhá. Nhưng mà mấy ngày nay nghe bạn nói là cá thu nó nhát luôn á, cá thu nó vô nhiều á, đâm mà ham quá rồi hôm nay bảo đi câu cá thu. Thì lúc sớm mình tới đây khoảng 8:30 thì mình vừa tới cái là cá nó đang ăn rồi, đâm mà mình vội vàng vàng mình câu luôn, chứ mình không có kịp setup máy á. Thì so far là mình được từng đây nè, cá nó bớt ăn rồi, nhưng mà mình có được 4 con rồi ha. Thì đây cá đây cũng được 4 con này ha, cũng đủ cho hai vợ chồng ăn rồi, nhưng mà mình ráng hôm nay thử xem được thêm con gì nữa không nhá. Ok mọi người, mới có con mình đứng giật thôi mà cái con cá macro nó giật một phát một đứt luôn cục lưỡi rồi, phục thù lại mới được. Hy vọng là kiếm được thêm vài con nữa đi cho nó đủ ăn. Cá thu ăn này nhá mọi người. Ồ, con bé. Biết đủ sai không? À, được con nữa nhá. Mày lấy cái xô cái, bỏ bông thôi nó búng xuống. Tranh thủ kiếm đủ limit hôm nay coi. Và tranh thủ kiếm đủ limit hôm nay coi. Ok, cá nó bắt đầu nó ăn trở lại đấy mọi người. Hả? Đâu? Bữa bạn mình được con đó này. Rồi, tua đây. Mình phải lên nhanh, không là nó dễ hồi là nó tét cái mỏ ra. Cái này là cái xe nó tung hay là sao ta? Đấy, ăn rồi nhá, cá nè mọi người. Yeah. Hả? Ủa, to thế. Được con. Yeah. Sao Phong câu cá bự mà câu cá bé ra? À, bạn mình câu toàn cá bự, mình câu toàn cá bé.
Kỳ ta. Bên này cũng ok, không bự lắm đâu. Oh man, mình câu cá bé không ta? Good boy. Ôi, sao ai câu cá bự, câu cá bé ta? Kể ta, ai cũng câu cá bự, mình câu cá bé quá. Buồn ghê. Cá bự hết, mình câu cá bé. Em tại cây cần mình bé quá, câu cá bé. Bắt con bự, bắt con bé ra. Mới nói xong. Mới nói xong, con này bự bự hơn một xíu. Con này bự hơn một xíu. Lên rồi nhá. Con này cũng ok đấy. Cũng vừa roi roi à. Không bự lắm.
hết xui. Nếu mà cá nó ăn nhiều thì ham quá thì khỏi đón thôi, nhờ người đón. Chắc chạy thẳng về nhà chứ qua bên đấy nữa thì lại trễ quá. Để lúc khác đi. Cát. Bé không mà kỳ ta. Ai cũng được cá bự, mình câu toàn cá bé thôi. Một người được 15 con đúng không? Đã câu biết được o mà. Rồi, cá. Cá bé không mà kỳ ta, không được con nào bự bự xíu thôi. Kia câu toàn cá bự, mình câu toàn cá bé, nhìn chán không? Hả? Toàn cá bé không? Phải để vô đế không thôi, mẹ nó over. Ây à. Một người được 15 con mà đây trong này mình có 4 con rồi. Thì đây 5 6 7 8 9 10, nói chung mình được 13 con này, đây được 3 con nữa, được 13 con này, hai con nữa là đủ lên rồi. Mười ba con rồi. À, phong rồi chắc phải hơn rồi. Mình hai con nữa mình đủ limit đây. Thôi ráng, nếu mà hai con mà được hai con bừa thì cũng đáng thôi.
Hết ăn rồi. Cái phía gần bờ nó vẫn táp mùi liên tục à. Di chuyển một xíu nhé, tại gần bờ mình thấy nó vẫn đớp mồi á, đớp cá mồi á. Được như con? Được như? 17 à? Sao tính đi về hay sao? Không, không về đâu, nghỉ mệt. Mỏi tay rồi. Tập 2 con có bể chó đủ. Nhưng mà lỡ câu được thêm sao? Rồi chắc là mình kết thúc chuyến đi câu ngày hôm nay ha. Tại vì mình xác định hôm nay mục đích là đi câu cá thu. Thì mục đích thì đã đạt được rồi, mình đủ limit rồi. Mình đủ limit thôi, mình đi về thằng bạn nó kêu là kiếm cá thử cá mú với cá snapper đấy. Nhưng mà mình kêu là thực sự nếu mà câu hai cá đó là nếu mà xác định câu hai cá đó là hôm nay mình đi tàu chứ mình chẳng đứng cầu đâu. Tại vì hai anh cá đó mình đi tàu, mình đi ra cái bãi kia nhiều lắm, mình câu nhanh co lắm, đỡ mất thì giờ. Còn đứng câu hôm nay là chủ yếu xác định là câu cá thu thôi, thì mình xác định câu cá thu xong rồi thôi, mình đi về đây. Về nhà, ghé về nhà bạn chơi xíu rồi mình về. Ok mọi người nhá, thôi. Ông chồng yêu quý của mình. Hôm qua mình đi làm về, sáng nay mình kêu, ông kêu ông đi câu cá, mình kêu cho mình đi với, đợi mình về. Thế mà mình về cái ông le te ông chuồn mất rồi. Đợi mẹ nó về thì chắc hôm nay chẳng có cá để mà ăn. Le te chuồn mất cá rồi, yêu cá hơn tất cả mọi thứ. Cá thu nó ăn rất sớm á. Năm hôm nay lúc mình vừa mới ra á, là coi như là mình chỉ câu vòn vẹn trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi á. 1 tiếng đồng hồ được bao nhiêu? Được nhiêu đây? Hôm nay mục tiêu của mình là mình sẽ ở ngoài đấy cả ngày để kiếm đủ 15 con là không cho mọi người ấy. 15 con tất cả. Mà anh mới có 1 tiếng rưỡi thôi là đã đủ rồi. Thế là mình mới nhờ thằng bạn nhà mình, nhà nó ngay cái chỗ Skyway mà. Mình mới nói với nó là bây giờ hai thằng đều đủ limit hết rồi, hay là mày trở về nhà mày đi rồi quay lại đi câu tiếp. Thế là nhưng còn có câu thêm được không? Thì kêu nó chở cá về nhà nó, xong rồi tới lúc quay lại thì là ngay cái lúc mà nước nó đứng thì cá đâu ăn nữa. Thì lúc đấy là giờ 11 giờ rồi. Thế nó bảo thôi về nhà nó chơi. Thế là bảo ok, nó về nhà hai thằng làm hai chai, thế là 2 giờ là phải tranh thủ về trước khi giờ kẹt xe đó. Thì anh về đến nhà. Thành quả là được nhiêu đây mọi người? 15 con. 15 con cá thu. Cái này được cái ông này ông thích bày. Ông thích bày nhưng mà ông thích câu cá rồi ông về ông làm, mình chỉ việc ăn thôi nha mọi người. được cái sung sướng cái như vậy. Là mình đã clean up sạch sẽ đầu đuôi hết rồi nhá. Này bây giờ mình chỉ có cắt khúc ra xong rồi mình bỏ bọc. Xong rồi giống như là cái gì siêu nó lại hút chân không rồi bỏ tủ lạnh ăn dần. Được cái ông này ông thích bày nhưng mà ông bày rồi cái ông làm cho mình ăn nha mọi người. Sướng là sướng ở cái đó. Bình thường câu được cá to cứ cỡ như vậy không, mà hôm nay cá bé hơi nhiều, con như vậy là bé nè. Ủa cá thu này nó đâu có giới hạn size hả hay sao? 12 inch trở lên. Nhưng mà bình thường câu được con bự ngọt tới 17-18 inch, nó bự giống lần trước mình câu được con trên tàu đó. Tại hôm nay mình đứng cầu đó mà cá lớn cá bé nó đi chung với nhau á. Còn mình đi tàu mình đi ra xa thì chỉ có cá to thôi. Cá như vậy là bé này, đủ con này thì cỡ khoảng 12-13 inch thì đủ size để lấy thôi, nhưng mà mà nói chung con to thì nhìn vẫn thích hơn, nhìn vẫn mê hơn. Giống như 15 con to thì chắc chắn là nó sẽ được nhiều thịt hơn 15 con bé rồi. Ừ. Đó, còn 2 con cuối nữa xong rồi. Phong là Phong nó cũng đủ limit gì? Phong nó đủ limit nha. Là hai người đủ limit luôn? Dạ, hai người đủ luôn. Thì ăn tới là nó cũng vừa tới luôn.
Ừ. Tức là hai thằng thi nhau mà kéo, lúc đó là cá đang ăn mặn nhất á. Xong câu lúc đó thì cá nó không ăn nữa. Ừ. Hai thằng bảo thôi rủ về nhà nó chơi. Nói chung thời buổi khó khăn mọi người ơi. Làm không đủ sống thì ông bạch thôi. Thì hôm nay để ông đi kiếm đồ ăn cho tuần này. Thế là ông xách cần câu ông đi. Đi từ sáng đến giờ về được nhiều đây, được rổ cá rồi mọi người. Cái này từ đủ. Đây cá là đủ ăn rồi. Cả yeah, tuần đủ ăn cho vài ngày. Một tuần thì không tới đâu. Đủ. Mà đến nay mình phải cho bà ngoại, bà nội nữa. Gớm. Ừ. Ăn cá đâu phải ăn như người ta đâu. Người ta là ăn cá với cơm. Còn anh là ăn cá trừ cơm. Cho nên đó, cái này kêu đủ một tuần thì không đủ đâu nha. Đó, nguyên một rổ đầy luôn mọi người, nhìn đã không? Em mang đồ bỏ đi để em ép tập lại. Hấp dở, lát nữa mình sẽ sốt cà nha mọi người. Cái này mình lựa ra một phần để bây giờ mình kho mình ăn bữa tối nay nha mọi người. Còn lại là mình sẽ hút chân không, mình cất tủ lạnh mình ăn dần. Được cái mình hút chân không kiểu này á, nó không có bị khô nha. Mình bỏ đến lúc mình ăn mình giã đá rồi mình nấu nướng bình thường thôi, chứ mình bỏ cái bọc ni lông bình thường á nó sẽ bị mất nước nha mọi người. Còn mình hút kiểu này thì thịt nó rất là tươi luôn. Đó, đang bảo kỳ này cá nó vô nhiều như vậy thì một tuần mà dặn đi được 1-2 lần là kiếm đồ ăn cho cả tuần luôn, khỏi cần đi chợ nữa. Rau thì tự trồng, cá thì ra ngoài biển câu, tự cung tự cấp luôn mọi người ơi. Chỉ có điều là mình chưa có lên rừng săn bắn thôi, săn bắn hái lượm thôi, chứ không là mình sắp thành người nguyên thủy rồi. Đó. Nói chung là coi đây mình cũng sợ lắm. Đã không mọi người? Đó, những cái bịch như vậy mình sẽ cất tủ đông đá mình ăn nha. Chừng nào ăn thì mình bỏ ra mình giã đá nha. Được cái lúc mà mình hút chân không như vậy nè, mình bỏ ra mình giã đá, cái thịt nó rất là tươi nha, nó không hề bị khô như là thịt mới luôn á. Đó, cho nên mình rất là thích chữ thịt kiểu này luôn. Nói là chữ chứ cũng ăn trong vòng một tuần thôi, chứ một tuần đổ loại thôi, chứ cũng không có xa xôi gì đâu mọi người ơi. Sao mà con nhí nhảnh quá vậy? Nhí nhảnh quá vậy hả? Lily, cái gì mà vui vậy? Đã đi kiếm cá về cho con ăn con vui hả? Nhóc con, nhìn mặt đi ghét. Alright. Ngon ha, nhìn đã ha, nè không à. Nhưng mà cái này cá thu này chỉ có sốt cà mới ngon thôi nha mọi người, chứ bình thường ăn không nó khô dữ lắm. Cho nên cái món này hoặc là chiên giòn, nhiều người lăn bột chiên giòn, em thấy họ chiên lăn bột chiên giòn ăn cũng ngon trong nước mắm. Nhưng mà không nghĩ là lăn bột chiên giòn có thì ăn kiểu đó cũng được, nhưng mà giống như nó khô lắm, cho nên mình vẫn thích cái giống như cá thu mình thích nhất là sốt cà. Sốt cà là ngon nhất, the best. Không chẳng qua cái đấy, mình thích ăn như vậy thôi mà. Thì đó là mình thích ăn như vậy, nhưng mà nhiều người họ thích ăn kiểu khác. Nó nhiều lắm chứ bộ, thấy cũng nhiều nha. Chắc được thêm bọc nữa nè, cỡ này được thêm bọc nữa, bọc hai bọc nữa. Cái này của bà ngoại này cắt trên. Ok. Alright, hấp dẫn vã rồi, bây giờ mình đem mình cắt tủ đá nha mọi người. Sánh vừa đi. Nhiều quá thôi, cái nồi không đủ. Cứ lật thôi. Miếng này nó ngấm rồi lật lại đổ miếng khác thôi chứ. Nhiều quá. Tham lấy cái cổ vào. Đứa nào tham? Anh kêu làm nhiều vào. Anh kêu là làm sao cho nó đủ ăn bữa nay với bữa trưa ngày mai, khỏi phải nấu cơ nấu đồ ăn. Đây. Này chắc tầm 15 phút nữa là ăn được. À không, rim này nó lửa riu thì nó lâu thôi, nhưng mà để cho nó ấm từ từ. Đó, chờ xíu cho nó ngấm rồi mình cứ lật thôi. Đổi mặt chậm mặt từ xíu không vậy thôi. Mọi người thông cảm, bếp của mình nó để ngoài trời nấu nó hơi bụi bặm xíu. Ngon quá mọi người. Xong ơi. Rồi mọi người ơi. Bây giờ mình ăn cơm thôi nha, nóng hổi mới xong luôn, mình ăn luôn cho nó nóng nha. Mình á rất là thích ăn ớt luôn, bình thường mình nấu gì mình cũng thích ăn ớt hết, nhưng mà tại vì nấu cho mấy đứa nhỏ ăn nữa. Đâm nha, mình không có bỏ ớt. Này, hơi bị hao cơm ấy, nhìn hơi bị hao cơm ấy. Mà hôm nay chán cơm mà đang thèm phở. Ăn thoải mái. Cái này là miễn phí cho nên ăn thoải mái mọi người ơi.
Được cái mình yes. BCA. Được cái mình ở Florida này, ở Tampa này á, giống như là khi nào mà chán thịt đủ thứ rồi là sắt cần ra ngoài biển là câu. Không ít thì nhiều, cũng có cá mang về nha mọi người. Ok, được rồi, anh có hết không? Nhiều thế. Ok, anh hết rồi lấy thêm. Nói chung là được cái là cá tươi, trái cây có sẵn trong vườn, cá có sẵn ngoài biển. Bây giờ chỉ có lúa là không trồng được thôi. Alright, mình ăn cơm nha. Cơm, bữa cơm đạm bạc mọi người. Ok. Mời mọi người ăn cơm nha, ăn tối với cả chồng mình. Ok, mời mọi người ăn tối. Mami, mami. Dạ, yeah. Biết được rồi. Hôm nay là chuẩn cơm vừa nấu nhá. Trời ơi. Cái gì? Go get it. Đó mọi người thấy không? Một chút bình yên cũng khó mà có được. Đây. Lúc nãy uống ở bên nhà bạn hai chai rồi mà về đấy cơm vừa nấu ngon quá nên chắc làm thêm chai nữa. Cho anh đưa nó. Lily xuống kia ngồi không? Đây ngồi xuống này ngồi xuống này, trời ơi ăn cơm. Mm. You wanna try it? Yeah, the fish so good. Try it. Nè, Jenny, try it. Come on. Yummy. Yummy. Good. For you? Yeah. Mướp xèo nè, chị bạn của mình cho được mấy trái. Mướp rất là ngon luôn. Cảm ơn chị nha. Thôi con nó nhiều nhóc quá, tức là mình xin phép rồi. mình kết thúc tại đây nha chứ. Mình muốn enjoy lắm. Nhưng như mà vậy thì không thể nào mà ăn được cái bữa tối ngon lành được. Ok, chắc tạm biệt mọi người đây ạ. Jenny. Alright, thôi chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, nhiều niềm vui bên gia đình và hẹn gặp mọi người ở cái thích nhà thờ. Ôi trời ơi, má ơi, thấy chưa mọi người ơi. Ok, thôi chào tạm biệt mọi người nào, mình phải dọn dẹp đây. Ok, cảm ơn chị.